Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở ấp 4, xã An Hết Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo nhóm anh Kiệt có anh Sang Giảm Trí đến quay cưa cây sao. Thì cây sao này nằm trước ngôi chùa nhỏ. Bên dưới có rất là nhiều mai kiển. Đây là cái hàng rào, ngoài kia là con sông nhỏ. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Sang sẽ cưa cây sao này như thế nào nha. Bên dưới anh Kiệt và em Chí sẽ hỗ trợ cho anh Sang cưa cây sao này. Thì cả nhà thấy có quá nhiều mai kiển hàng rào nữa. Rồi có những nhánh khô anh Sang đạp cho nó rớt xuống nha. Hãy subscribe.
Cây bên trên còn đó cái nhánh sang cũng đã chưa xong đây nè, còn bông súng nè, nó còn chua quá. Mà anh sang là bộ cái máy cưa xuống nè. Chắc sẽ xuống bên dưới cưa một đoạn nữa coi. Trời, hiện tại giờ ở đang ô vậy. Bảo mấy ngày nay, mưa ngày mưa đêm luôn á. À, trước mặt mình sang là cây bồ đề. À, những cây bồ đề hay trồng ở chùa rồi. Chùa đình rồi đó. Anh sang bộ cái máy nè. Ta leo xuống từ từ cưa một đoạn nữa đó, theo cầu của chủ nhà. Dùng sợi dây ở đây quá, bảo hộ quá. Cưa một đoạn này cũng khoảng 5 mét đó. Yeah.
còn được một chút mình sẽ cưa và kéo cho nó gớt xuống ha. Anh Sang cũng đã cưa xong cái phần đọt rồi, phần ngọn của nó. Giờ thì anh Kiệt sẽ thảy sợi dây lên cho anh Sang buộc cái đầu của cây sạ. Hạ xuống bên dưới và hạ gốc luôn nha. Ok. Anh Sang sẽ buộc cái máy cưa và buộc phần cái đầu hay sao ạ? Nó đất nó lỡ ra bị cái mấy chỗ nó hỏng nè, nó vô là nó cái chặn nó cắt cây nhánh ra đi. Ừ, kéo bật lên nè, cái gì vậy mấy đấy, cây sầu riêng ha. Quá ok nha, quá nhẹ nhàng. Nhóm ba người có nhiều sức khỏe ông dữ lỗi á. Yeah.
sao cả nhà. Ngay trang gọ phần chấm luôn ha, rất là gọn luôn. Rồi nếu ngã ngoài thì chúng nó âm nước. Nhóm cũng đã hoàn thành xong cái sao nha. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Và tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo. Một trước năm sáu lần rồi. Rồi tròn